Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen, đó là nguyên tắc, cảm ơn Chúa. Và tôi sẽ bắt đầu với sứ điệp ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì anh chị em, cảm ơn Chúa vì tấm lòng anh chị em đã đến thờ phượng Ngài. Và cảm ơn Chúa vì những lời chứng của anh chị em chúng ta vừa rồi là những Trâm và Thái Hằng đã gặp gỡ Chúa. Tôi tin rằng trong đời sống tâm linh của mình, gặp gỡ Chúa một cách cá nhân là một phần quan trọng bậc nhất không thể thiếu. Để làm gì vậy anh chị em? Để chúng ta có cơ sở và nền tảng xây dựng mối quan hệ với Chúa. Như tôi đã thường nhắc nhở rất nhiều lần trước hội thánh, đạo chúng ta đang tin theo không phải là một tôn giáo hay lễ nghi, nhưng đạo chúng ta đang tin theo là mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Giữa con người với Đức Chúa Trời. Và để xây dựng một mối quan hệ giữa hai đối tượng với nhau, chúng ta nhất định phải gặp gỡ nhau. Phải không ạ? Không khác. Anh chị em muốn xây dựng mối quan hệ với ai đó mà anh chị em chưa bao giờ một lần gặp gỡ, nói chuyện, trò chuyện, uống cà phê cùng nhau, đàm thoại với nhau, đi chơi cùng nhau, hay là bàn công việc với nhau, thì mối quan hệ đó người ta gọi là ảo thôi. Cho nên ngày hôm nay có rất nhiều mối quan hệ ảo, đúng không ạ? Rất là thân thiết, nhưng mà cuối cùng là sao ạ? Ảo. Khi gặp nhau rồi té ngửa ra luôn. Chịu không nổi. Đây, trên mạng nhiều người té ngửa lắm. Hẹn hò, đồ hình ảnh cũng như là diễn viên điện ảnh ấy, khi gặp nhau té ngửa luôn. Đó là những mối quan hệ ảo. Nhưng chúng ta với Chúa không ảo. Chúng ta với Chúa nhất định chúng ta phải gặp gỡ Ngài. Và gặp gỡ Ngài bằng cách gì anh chị em? Dành thời giờ biệt riêng ra để tìm kiếm Ngài hết lòng. Bởi vì Chúa nói những ai tìm ta và tìm ta cách hết lòng thì sẽ được gặp ta. Anh chị em chú ý điều đó nha. Ma quỷ á, tìm ma quỷ dễ lắm, thậm chí anh em không cần tìm nó cũng đến, đúng không? Dễ ợt. Cho nên mấy thầy bùa thầy pháp á, dễ ợt à, hô câu thần chú là quỷ nó bao đầy nhà đầy cửa hết, không mời nó cũng đến luôn. Nó là mafia thế giới thuộc linh mà, cho nên nó đến để nó trấn lột chúng ta. Nhưng Chúa khác. Chúa là nguồn của tình yêu, là đấng thánh khiết công chính. Cho nên để tìm Ngài, gặp Ngài không phải dễ đâu. Không phải dễ. Gặp những đấng có năng lực, đấng có vị trí, đấng cao cả, đấng cao sang, không phải dễ đâu. Bởi vậy cho nên chúng ta cần chú ý đầu tư cho đời sống của mình những thời giờ để tìm kiếm Chúa. Tôi rất khích lệ anh chị em, và Hội Thánh luôn luôn ủng hộ những cái ước muốn này, để cho anh chị em mọi người được gặp gỡ Chúa, được gặp Chúa. Và trong câu Kinh Thánh học thuộc lòng buổi sáng hôm nay đó, anh chị em chú ý một điều cực kỳ là quan trọng trong câu Kinh Thánh này. Nó như một lời cảnh tỉnh cho đời sống tâm linh của chúng ta. Cảnh tỉnh. Chúa nói rằng ngày xưa Chúa cứu dân Ngài ra khỏi xứ Ai Cập. Rồi sao ạ? Rồi sau lại tiêu diệt họ, mà lý do là họ không tin, không có lòng tin. Chúa cứu ra rồi sau bị tiêu diệt, anh em thấy không ạ? Cho nên ở trong câu Kinh Thánh này, ngày hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em đi cùng nhau để hiểu cho thật rõ ràng cái nguyên nhân nào họ lại bị tiêu diệt. Chúa có yêu họ không? Chúa yêu họ chứ. Chúa yêu họ, Chúa mới cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập chứ. Chứ không thì họ, Ngài dùng Môi-se để làm 10 phép lạ, để làm những điều quyền năng cứu họ làm gì? Chúa rất yêu thương họ. Chúa đã đem họ ra khỏi cái ách nô lệ. Nhưng cuối cùng Chúa đành phải ra một quyết định tiêu diệt tất cả những con người này trong đồng vắng. Và Kinh Thánh trong sách Giu-đê cho chúng ta biết rằng bởi họ không tin. Bởi họ. Cho nên thưa anh chị em, cái đức tin của chúng ta ở trong đời sống Cơ Đốc cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng bậc nhất. Vì cũng bởi đức tin anh chị em được tái sanh. Bởi đức tin anh chị em được biết Chúa. Bởi đức tin anh chị em được nếm trải những phép lạ của Chúa. Bởi đức tin mà đời sống anh chị em được đắc thắng tội lỗi và nhiều điều. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải ôn lại với nhau đức tin là gì,
làm sao mà Chúa lại nói rằng những người đó họ không có đức tin? Họ theo Môi-se đấy thôi, không ạ? Họ thấy phép lạ đấy thôi và họ chạy theo. Họ bảo Môi-se là người của Đức Chúa Trời và họ đi theo. Nhưng rồi khi vào trong đồng vắng, Đức Chúa Trời lại nói rằng họ là những người cứng cỏi và không có lòng tin, nên cuối cùng phải tin. Anh chị em ơi, đó là hình bóng của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng được cứu ra khỏi thế gian, y như dân Israel được cứu ra khỏi Ai Cập. Có khi nào chúng ta được cứu ra rồi, còn Chúa lại bảo rằng những người này phải bị tiêu diệt bởi vì họ không có lòng tin không? Có mâu thuẫn không anh chị em? Tôi nghĩ không mâu thuẫn. Nhưng cái lý của nó nằm ở chỗ là đôi khi chúng ta ngộ nhận đức tin. Chúng ta ngộ nhận và chúng ta hiểu sai cái đức tin theo kiểu của Chúa và cái đức tin theo kiểu định nghĩa của con người và thế gian. Chúng ta ngộ nhận rằng mình có đức tin nhưng thật sự lại không phải đức tin gì cả. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng các ngươi hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời trong Mác chương 11. Và Chúa cũng nói cái câu đó cũng có thể hiểu rằng các ngươi hãy có đức tin của Đức Chúa Trời, tức là cái loại đức tin mà Đức Chúa Trời mong đợi. Cho nên nền tảng của bài giảng hôm nay, tôi sẽ lấy câu kinh thánh này và những câu kinh thánh khác như trong Xuất Ai Cập chương 14 câu 14 đến câu 10 đến 14, Giăng chương 8 câu 34 đến 36 và Timôthê nhì chương 2 câu 3 đến câu 7 để chúng ta cùng nhau phân tích và hiểu rõ tại sao. Tại sao lại vậy? Tại sao lại xảy ra một cái điều mà Chúa cứu rồi Chúa tiêu diệt? Thưa anh chị em, một trong những câu chuyện để cho chúng ta hiểu rõ bản chất của đức tin theo kiểu của Đức Chúa Trời là nằm trong Mác chương 4. Câu chuyện người gieo giống đó tôi cứ phải lặp đi lặp lại. Tại sao phải lặp đi lặp lại? Bởi vì Chúa Giêsu đã từng nói rằng nếu ngươi không hiểu ngụ ngôn này thì làm sao có thể hiểu tất cả những ngụ ngôn khác. Nếu chúng ta không hiểu được ngụ ngôn của người gieo giống thì tất cả những lời dạy của Chúa Giêsu về vương quốc Đức Chúa Trời đều là bị che khuất trước tâm lòng của chúng ta. Anh chị em ơi, trong câu chuyện người gieo giống, Chúa nói có bốn loại người: lòng không hiểu, lòng bị sợ hãi, lòng đam mê nhục dục của đời này và tấm lòng tử tế thật. Anh chị em để ý sẽ thấy chỉ cái tấm lòng cuối cùng mới sinh hoa kết trái. Anh em thấy không ạ? Ba cái loại trước rõ ràng không đề cập gì đến tấm lòng hết. Nghe không hiểu, sợ hãi, rồi đam mê, mê đắm giàu sang và cuối cùng chết mất. Chỉ có cái thứ tư Chúa mới nói rằng đây là người lấy lòng tử tế thật thà, giữ đạo và kết quả 30, 60, 100 lần hơn. Anh chị em ơi, đức tin không tự dưng có, đức tin cũng phải có chỗ cho nó ở. Đức tin không ở trong thân thể chúng ta, đức tin không ở trong tâm trí chúng ta, nhưng qua đoạn kinh thánh này chúng ta nhìn thấy đức tin là việc của tấm lòng. Đức tin ở trong tấm lòng. Và câu chuyện người gieo giống này là câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ rồi. Làm thế nào để hạt giống lời Chúa được mọc lên? Và chính cái sự mọc lên đó là hình thành đức tin trong lòng chúng ta. Vậy thì sao anh chị em? Để hạt giống được mọc lên, nó phải có tấm lòng. Để hạt giống của đạo Chúa mọc lên phải có tấm lòng. Không có tấm lòng mà gieo hạt giống thì không có kết quả gì. Và chúng ta sẽ ảo tưởng về đức tin. Ngày hôm nay, ví dụ tôi đem một mớ lúa tôi rải trên nền đất này và tôi tưởng tượng rằng ô, mình cũng gieo hạt giống đấy thôi, mình đang chuẩn bị có mùa gặt thôi, ô, tôi cũng bắt đầu lao động như bao nhiêu người, nhưng mà chờ đợi năm nọ tháng kia, mình ảo tưởng rằng mình có, nhưng cuối cùng mình chẳng có gì. Cho nên Chúa Giêsu kể câu chuyện ngụ ngôn này, Ngài muốn truyền tải cho chúng ta một thông điệp là Chúa có một quy trình để tạo ra đức tin chân thật trong lòng người. Quy trình, tôi gọi quy trình bởi vì đã nói đến quy trình thì nó có thứ tự trước và sau. Quy trình đúng sẽ ra một sản phẩm đúng. Ví dụ như làm doanh nghiệp đó, anh chị em thấy không ạ? Tại sao người ta muốn xuất khẩu hàng hóa đi các nước khác? Người ta phải có những chứng nhận như ISO 9001, ISO 2000, vân vân và vân vân. Đó là cái gì vậy anh em?
đó là quy trình chứng nhận rằng sản phẩm của anh đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nếu anh không tuân thủ quy trình này, sản phẩm của anh không đáng tin cậy, và tôi không thể nhập khẩu, tôi không thể tiếp nhận sản phẩm, không mua sản phẩm của anh được. Anh chị em à, đức tin, muốn có đức tin đúng, đức tin đảm bảo chất lượng, đức tin hoạt động, đức tin có quyền năng, thì nó cũng phải tuân thủ quy trình của Đức Chúa Trời. Amen chứ. Đó là điều tôi muốn truyền tải cho anh chị em. Đức Chúa Trời có một quy trình, và quy trình đó bắt buộc anh chị em mình phải tuân thủ. Quy trình của Chúa rất đơn giản, đó là để tạo ra đức tin thật, trước hết phải chuẩn bị tấm lòng. Anh em ghi nhớ điều này nha. Để có đức tin thật, trước hết phải chuẩn bị tấm lòng. Chúng ta không thể đến với Chúa và mong chờ đức tin khi mà tấm lòng chúng ta chưa chuẩn bị. Chúng ta chưa được rửa sạch khỏi ô uế đời này bởi huyết Chúa. Chúng ta chưa rửa sạch khỏi những phiền muộn lo âu của đời này bởi huyết Chúa. Chúng ta chưa tha thứ cho người bên cạnh. Chúng ta chưa làm hòa với chồng và vợ của mình. Chúng ta chưa hạ mình để tiêu trừ những kiêu ngạo của chúng ta. Chúng ta để cho tấm lòng của mình tràn đầy gai góc chà chôn. Và chúng ta nói rằng, ô, mục sư bảo tỉnh nguyện, mình cũng tỉnh nguyện đó. Sáng cũng đọc lời Chúa, cũng lên núi, cũng thế này, cũng thế nọ. Mỗi ngày cứ bỏ đúng nửa tiếng đồng hồ gieo lời Chúa. Nhưng anh chị em à, không có kết quả. Càng ngày anh chị em sẽ càng thấy không có kết quả. Ô sao tôi gieo 1/10 mà không thấy gì xảy ra? Ô sao tôi cũng làm những điều thiện lành mà không có gì xảy ra? Ô sao tôi cũng đọc lời Chúa, tôi thấy lần đặt tay lên kẻ bệnh được lành, mà sao tôi đặt lên không thấy gì xảy ra? Và lâu dần, những điều đó làm cho anh em sờn lòng và lùi bước. Nguy hiểm lắm anh chị. Khi anh chị em đi với Chúa 5 tháng trôi qua, anh chị em không thấy đức tin hành động, tôi đảm bảo lòng anh em bắt đầu chùn bước. Anh em bắt đầu có cái gì khác về Chúa. Mới đến với Chúa, nghe mục sư giảng, nghe mọi người giảng, ôi Chúa tuyệt vời, Chúa là đấng quyền năng, Chúa là đấng làm tất cả mọi điều. Nhưng mà đi một thời gian, khi anh chị em không tuân thủ quy trình của Chúa, anh chị em muốn đốt cháy giai đoạn, đúng không ạ? Anh chị em muốn mì ăn liền thay vì phải nấu cơm, cái gì cũng muốn nhanh, đốt cháy giai đoạn. Và anh chị em thấy là sao ạ? Lời Chúa không hành động trong cuộc đời của mình. Anh em thấy nó hoàn toàn ngược lại. Và cuối cùng anh em có một cách nhìn khác về sự thành tín của Chúa. Anh em nhìn Chúa không còn thành tín như xưa. Anh em nhìn Chúa không còn quyền năng như xưa. Anh em nhìn Chúa không đáng tin cậy như xưa. Anh em nhìn Chúa không còn nhân từ yêu thương mình như xưa nữa. Và anh em bắt đầu nao sợ, thối lui, lầm bầm, oán trách. Anh em ơi, những điều đó không phải Chúa sai, mà do chúng ta sai. Tôi xin nhắc lại, để có đức tin thật, chúng ta trước hết phải chuẩn bị tấm lòng của mình. Nếu tấm lòng chưa được chuẩn bị mà gieo hạt giống vào, mất giống là chuyện bình thường, có đúng không? Một cái đám ruộng mà anh em chẳng có cày xới gì cả, mua một tạ lúa về rải lên, mất luôn tạ, chẳng thà để tạ đi xay nấu cơm ăn sướng hơn, có đúng không? Gieo hạt giống vào cái nơi chưa chuẩn bị là không nên, vì điều đó không có lợi cho anh em, mà ngược lại có hại cho anh em. Cho nên tôi nhắc lại, anh chị em ơi, hãy chuẩn bị tấm lòng của mình mỗi ngày. Xem thử anh em có còn buồn giận ai không? Xem thử anh em còn có chỉ trích ai không? Anh em còn có nói hành ai không? Anh em còn có thù hằn ai không? Xem thử lòng anh em còn phiền muộn không? Anh em có tức mình kêu rêu mắng nhiếc không? Miệng mồm anh em sạch sẽ chưa? Có nói lời tục tiểu không? Tôi nói với anh chị em, đạo Chúa nằm ở tấm lòng. Đạo của Chúa không nằm ở trí thức. Đạo của Chúa không nằm ở chỗ chúng ta biết bao nhiêu, mà đạo của Chúa nằm ở chỗ chúng ta yêu Chúa bao nhiêu. Cho nên tôi nhớ lại một câu kinh thánh rất khích lệ anh chị em ạ. Kiến thức thì khiến cho chúng ta kiêu căng, nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Anh chị em muốn Chúa biết mình không? Hãy đổ lòng mình tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta hãy yêu thương người bên cạnh của mình. Chúng ta hãy yêu thương tất cả mọi người với một tấm lòng hết sức,
hạ mình khiêm nhu, hãy tôn trọng người khác hơn mình. Đừng chỉ trích, đừng oán trách, nhưng luôn luôn có tấm lòng tử tế. Vợ yêu thương chồng, chồng yêu thương vợ, con cái kính trọng cha mẹ. Tất cả những trật tự này phải được thiết lập trở lại và làm cho tấm lòng mình hoàn toàn hạnh phúc, bình an, viên mãn và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và ngay lúc đó, anh chị em gieo hạt giống vào, mọc lập tức lên, vụ mùa sẽ được gặt hái lên 30, 60, 100 lần hơn lên. Và anh em bắt đầu thấy đời sống mình tràn đầy kết quả. Anh em bắt đầu thấy lời nói của mình sản sinh ra quyền năng. Anh em nói rằng hãy được lành trong danh Chúa, lập tức người bệnh được lành. Anh em nói Chúa ơi hãy đụng chạm người này, lập tức người đó được Chúa đụng chạm. Anh em bảo ồ sao bây giờ mọi sự hiệu nghiệm và dễ dàng như vậy. Hóa ra là bởi vì anh em đã chuẩn bị. Hóa ra là vì anh em đã gieo hạt giống vào mảnh đất phù hợp. Cho nên tôi nhắc lại quy trình của Chúa nghe anh em. Để có đức tin, trước hết hãy chuẩn bị tâm lòng. Chúng ta không thể làm khác được. Nhiều người không hiểu nguyên tắc này, cho nên người ta vẫn để một tấm lòng tràn đầy nặng nề và bước đi với Chúa. Bước vào thời giờ tỉnh nguyện nhưng vẫn còn không tha thứ ai đó. Bước vào thời giờ biệt riêng với Chúa nhưng mà lòng đầy tiêu cực và lo âu. Và cuối cùng, lịch đọc Kinh Thánh không phải là những giây phút để nuôi dưỡng tâm linh, mà lịch đọc Kinh Thánh trở thành những giây phút nặng nề. Và mỗi sáng anh chị em nói lại phải đọc Kinh Thánh rồi. Mỗi Chủ nhật anh em sẽ nói lại phải đi nhóm rồi. Mà nếu không đọc, không đi nhóm thì lương tâm nó cao trách chịu không nổi. Cho nên cứ phải lê bước, lê thân này để bước theo Chúa. Chúa có muốn chúng ta lê bước theo Ngài đâu. Chúa muốn chúng ta đi theo Ngài với sự bình an, vui mừng và tràn đầy hạnh phúc. Amen chứ. Và để có điều đó, anh chị em phải có đức tin thật ở trong lòng. Đức tin thật ra từ lời của Chúa, được gieo vào trong một tấm lòng đã được tẩy sạch bởi huyết Chúa Giêsu. Tôi xin nhắc lại nha. Đức tin thật là đức tin được lời của Chúa ban cho, và lời đó phải được gieo vào một tấm lòng đã được tẩy sạch bởi huyết của Chúa Giêsu. Bởi thế cho nên mình trở lại với vấn đề tại sao Chúa tiêu diệt dân Israel. Chúng ta hãy cùng nhau đọc trong suốt Ai Cập chương 14 câu 10 đến 14 nha. Chúng ta sẽ hiểu vấn đề ngay. Tôi đọc anh chị em nghe. Vả khi Pharaoh đến gần, dân Israel ngước lên thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng sứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập để làm chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Môi-se đáp cùng dân sự rằng chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy ngày nay sẽ chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn ngươi cứ yên lặng. Đây là đoạn Kinh Thánh tôi rất yêu thích, bởi vì nó lột tả được cái sự vô hình trong lòng người mà nhìn bề ngoài không ai thấy. Rõ ràng hình ảnh đó là một đoàn dân Israel vừa mới bước ra khỏi Ai Cập với tiếng vui mừng và đắc thắng. Họ nói với nhau rằng ta đã lột truồng dân Ai Cập rồi, vàng bạc châu báu ta đem đi hết. Anh em đọc kỹ sẽ thấy sau 10 tai họa, và tai họa cuối cùng là giết chết tất cả các con đầu lòng của dân Ai Cập, thì dân Ai Cập sợ quá, họ quá sợ, họ nói thôi đuổi cái dân Israel này đi càng nhanh càng tốt, tống khứ nó ra khỏi xứ, cho nó mà ở lại thì hơi căng. Cho nên họ sẵn sàng, dân Israel xin cái gì cho cái này. Một anh kia đến nhà nói anh ơi đem tất cả vàng bạc cho tôi đi thì ngày mai tôi sẽ đi. Mà sướng quá, thôi mày lấy hết đi và đi cút đi, chứ không ngày mai nó giết chết con cái của ta nữa thì hơi căng. Cho nên họ mới tống tất cả những dân Hebrew đi, đi cho càng nhanh càng tốt. Và dân Hebrew gom tất cả vàng bạc của xứ Ai Cập
chiên bò lừa, nồi niêu xuống chảo, bắt đầu kéo nhau hàng đàn gần 2 triệu người bắt đầu ra đi. Và họ vừa đi vừa hát vừa vỗ tay vui mừng. Họ là người đã được cứu. Họ là người đã được tự do. Anh chị, giống chúng ta, ngày chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, anh chị em vỗ tay vui mừng. Wow, mình thoát khỏi thế gian này rồi, mình thoát khỏi buồn khổ rồi, mình thoát khỏi lo âu rồi, mình thoát khỏi bệnh tật rồi, thoát hết tội lỗi đè nén cuộc đời mình bấy lâu nay rồi. Anh em vui mừng, vui mừng, vui mừng. Tất cả những vẻ bề ngoài đó cho chúng ta thấy được một cái bức tranh của sự cứu chuộc của Chúa khởi đầu. Nhưng anh chị em ơi, sự vui mừng này không kéo dài đâu, không kéo dài đâu. Và cách đó mấy ngày, sau đó mấy ngày thì anh em nghe đoạn kinh thánh vừa rồi đó, Pharaoh quyết định đuổi theo. Pharaoh quyết định đem ngựa xe đuổi theo. Và Pharaoh nói rằng không thể để cho tụi này đi một cách dễ dàng như vậy được, ta phải bắt nó lại. Ta vừa mới mất quá nhiều nhân công, ta vừa mới mất quá nhiều con người, bây giờ ta phải bắt lại. Hình ảnh Pharaoh là Satan đấy anh chị. Khi anh chị em vừa thoát ra khỏi thế gian này đi theo Chúa Giêsu thì anh em chỉ vui mừng được vài ngày thôi. Sang ngày thứ tư là bắt đầu anh em thấy ô, sao mọi thứ trở nên đen tối trở lại. Anh em phải biết rằng Pharaoh đang đuổi theo và đã nói rằng ta không để cho cô này, anh này đi một cách dễ dàng. Ta phải bắt đầu dí theo nó, bắt nó để làm nô lệ trở lại. Và dân Israel đang gặp hoàn cảnh này, đang gặp hoàn cảnh này. Và anh chị em thấy không ạ? Một miếng vàng nhìn bề ngoài rất là đẹp đẽ, nhưng chỉ có lửa đốt lên thì mới lấy hết những cấu cặn của nó ra. Một nồi nước đầy cóc nhái bên trong, nếu chúng ta không đun lửa lên thì chúng ta thấy chẳng cái gì xảy ra. Nhưng mà bắt đầu đun sôi lên thì nó nhảy tung cả nắp bung lên luôn, cóc nhái nhảy ra đầy hết. Tấm lòng chúng ta giống y vậy anh chị em. Khi mọi sự bên xung quanh chúng ta, mọi cái đều yên ổn, tiền đầy túi, tài khoản ngân hàng có vài tỷ, xe vẫn có, nhà lầu vẫn có, vợ con đề hề, ôi tôi yêu Chúa hết lòng, hallelujah, tuyệt vời. Nhưng mà khi hoạn nạn thử thách đến, khi sự tấn công đến, khi mọi sự đến thì anh em nói ôi, kiểu này thì tin Chúa để làm gì? Tôi muốn chết tại thế gian, bỏ thế gian không có nơi tốt hơn sao? Tin Chúa Giêsu để làm gì bây giờ? Giống dân Israel nào anh chị em? Đôi khi tấm lòng chúng ta chỉ có lửa thử thách nó mới lộ ra những bản chất còn lại. Chỉ có trong hoạn nạn mới biết được cái tính chân thật của tấm lòng chúng ta. Còn nhìn bề ngoài ai cũng giống ai hết, ai cũng có thể nở nụ cười hết, ai cũng có thể bình an hết. Nhưng anh em à, trong hoạn nạn thử thách mới biết được điều gì thực tế trong lòng của chúng ta. Và trong trường hợp của dân Israel này, tại sao Chúa nói họ không có lòng tin? Chúa nói họ không có lòng tin bởi vì trong hoạn nạn thử thách họ đã gạt Chúa qua một bên và họ bắt đầu sợ hãi. Họ bắt đầu xem Pharaoh và binh lính của Pharaoh còn cao hơn cả Chúa, lớn hơn 10 phép lạ mà họ đã từng chứng kiến. Họ sợ hãi và họ nói, họ chỉ trích, họ bắt đầu chê trách và họ bắt đầu lên án người của Đức Chúa Trời là người đã bỏ công sức để dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Họ nói ngươi làm chi đó? Ngươi đã hành hại, ngươi đã lừa dối chúng ta, vân vân và vân vân. Anh chị em ơi, tôi có thể kết luận một câu như thế này để cho dễ hiểu. Israel đã ra khỏi Ai Cập, nhưng mà Ai Cập chưa ra khỏi tấm lòng của dân Israel. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Có thể chúng ta bước ra khỏi thế gian bởi đức tin trong Chúa Giêsu để bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đâu đó trong tấm lòng của chúng ta vẫn là lòng của thế gian. Chúng ta không có tấm lòng của thiên đàng, chúng ta không có tấm lòng của vương quốc, chúng ta không có tấm lòng được thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu. Và đó là lý do những hạt giống anh chị em gieo vào, những ngày anh chị em đọc kinh thánh, những buổi tĩnh nguyện, những bài giảng mục sư chia sẻ, những năm tháng anh chị em bước đi với Chúa không có kết quả gì hết. Anh chị em ơi, đã ra khỏi thế gian rồi thì cũng hãy lấy thế gian ra khỏi lòng của anh em, bởi những điều Chúa đã thực thi trên đời sống chúng ta. Tôi dám chắc một điều, anh chị em quyết định tin Chúa Giêsu là bởi vì Ngài đã làm một điều gì đó trên anh em. Ngài chữa lành anh em,
Ngài giúp đỡ anh em trong lúc khó khăn. Trong những lúc anh em bị trầm cảm buồn đau, Ngài đã đến an ủi để anh em có lại niềm vui. Trong lúc giấc ngủ anh em bị ác mộng, bị đè nén, thì Ngài đã đến giải cứu anh em và anh em quyết định dâng cuộc đời mình cho Ngài. Anh em ơi, hãy nhớ lại những phép lạ Ngài làm. Hãy đếm những ơn lành của Ngài trong quá khứ, để rồi anh chị em quyết định đem thế gian ra khỏi lòng mình để đưa Chúa ngự vào trái tim của mình. Anh chị em biết không, Chúa muốn ở 100% trong tấm lòng anh chị em. Chúa không muốn có một phần thế giới nào, một phần của sự tham dục, sợ hãi nào, đam mê giàu có nào, hay là bất cứ thứ gì trên đời này còn chiếm chỗ hay ở lẫn với Ngài trong tấm lòng anh chị em. Nếu lòng của chúng ta vẫn còn điều đó, thì chắc chắn một điều rằng có một lúc anh chị em sẽ lầm bằng với Chúa. Có một lúc, từ một người yêu mến Chúa, anh chị em có thể trở giáo quay lại chỉ trích lệch người đi theo Ngài. Tùy thế gian, tấm lòng của chúng ta tràn đầy những tham dục, tấm lòng chúng ta chưa xử lý, thì chắc chắn anh em cầu nguyện rất hên xui may rủi, không biết rằng Chúa có nghe không. Và đôi lúc chúng ta cầu nguyện xong, thôi thì hên xui may rủi, cầu nguyện vậy thôi, Chúa nghe nghe không nghe thôi, mình giải quyết kiểu khác, không ạ? Và chúng ta đôi khi sống một cách nó rất là mông lung, và đường lối trước mặt của chúng ta nó như là người mù đang đi tìm đường. Cho nên đời sống mà Chúa mong đợi chúng ta không phải đời sống đó. Và Chúa nói trong Hebrew chương 11 câu 6 rất rõ ràng rằng: vả không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, đức tin cực kỳ quan trọng. Và Chúa Giêsu nói một tiếp một lần nữa rằng: kẻ nào tin thì mọi sự đều được. Amen chị em. Cho nên anh em phải xây dựng cho bằng được cái đức tin. Đức tin anh em có và hành động chứng tỏ rằng lòng anh em tin sạch. Tại vì nếu lòng không tin sạch, không thể có đức tin. Lòng không tin sạch, đất không được cày xới, hạt giống không thể mọc. Anh em có đức tin với một tấm lòng trong sạch, mà hãy giữ luôn tấm lòng đó. Đừng như dân Israel này. Dân Israel này ra khỏi Ai Cập, nhưng Ai Cập chưa ra khỏi tấm lòng của họ. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, chúng ta phân tích tại sao họ bị ngã chết trong đồng vắng là lý do thế này. Họ đã được cứu ra khỏi Ai Cập và họ bây giờ là những con người tự do, nhưng suy nghĩ của họ thì như một người nô lệ. Anh em ghi nhớ điều đó nha. Họ ra khỏi Ai Cập như một người tự do, nhưng suy nghĩ thì như một người nô lệ. Bằng chứng. Bằng chứng là gì đây? Người tự do là người sở hữu, là người tự tin, là người sống như một dũng sĩ, như một chiến sĩ, là người có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình. Đó là người tự do. Nhưng chúng ta thấy dân tộc Israel không như vậy. Họ lúc nào cũng: Môi-se ơi, hết nước uống rồi. Môi-se ơi, thèm thịt. Môi-se ơi, thèm củ hành củ kiệu. Giống nô lệ không chị? Chỉ có người nô lệ mới có cách sống như vậy. Người nô lệ luôn đòi hỏi và luôn được cung ứng, luôn được đòi hỏi và muốn được cung ứng. Người nô lệ không sở hữu cái gì cả, không tự làm cái gì cả. Và đó chính là một trong những nguyên nhân nữa khiến cho họ không được ở luôn trong ân điển của Đức Chúa Trời. Họ không được ở luôn ở trong cái định mệnh mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Và cuối cùng họ phải bị loại bỏ và ngã chết. Tôi đọc một câu kinh thánh trong Giăng chương 3, chương 8 câu 34, 36 cho anh chị em nghe cái điều này được Chúa Giêsu khẳng định. Giăng chương 8 câu 34 câu 36. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mồi của tội lỗi. Vả tôi mồi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật sự được tự do. Anh chị em nhớ câu kinh thánh này nha. Đây là lời của Chúa Giêsu nói cho dân Giu-đa. Dân Giu-đa
vẫn cứ cho rằng mình là người tự do, nhưng thật sự không phải như vậy. Cũng một lạy ấy, dân Israel cho mình là người tự do, ôi tôi được Chúa cứu rồi, nhưng thật sự không phải như vậy. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu ngươi phạm tội thì làm tôi mọi cho tội lỗi, mà tôi mọi thì không ở luôn trong nhà, nhưng con thì ở đó luôn. Câu này có nghĩa gì anh chị em? Có rất là nhiều người đến với hội thánh, tin Chúa Giêsu, đi với Chúa 1-2 tháng, nhưng không xử lý tội lỗi của mình, không xử lý tấm lòng của mình, không để cho huyết Chúa rửa sạch tấm lòng của mình, và họ vẫn sống trong nô lệ. Họ cho rằng mình là tự do, có người tự do, nhưng thực sự đang là nô lệ. Và đi một thời gian, họ bắt đầu lui dần. Sang tháng thứ 4 thì đi nhóm chỉ được 1 ngày trong tháng thôi. Sang tháng thứ 5 thì lâu lâu mới xuất hiện. Sang tháng thứ 6 thì trở thành tín đồ tàu ngầm, có nghĩa là chỉ Giáng sinh mới còi lên, không ạ? Cho nên chỉ con mới ở trong nhà, còn tôi mọi không ở luôn. Chắc chắn một điều gì đó, khi còn tội lỗi trong con người mình, nó sẽ kéo anh chị em ra khỏi ân điển của Chúa. Nó kéo từ từ, kéo rất từ từ, mà chúng ta không cảm nhận được rằng mình bị kéo. Nó kéo từ từ để rồi chúng ta trở thành nô lệ đích thực cho nó, như trước khi tin Chúa. Cho nên anh chị em ơi, chính dân Israel đã phạm phải điều này. Dân Israel đã ra khỏi Ai Cập rồi, nhưng mà tư tưởng nô lệ vẫn còn ở trong họ. Họ vẫn sống dưới tội lỗi của sự tham dục. Họ thích củ hành củ kiệu chứ không thích ân điển của Chúa. Họ thích ăn những thứ thịt thà của Ai Cập chứ không thích ăn mana của Đức Chúa Trời. Họ thích làm nô lệ hơn là thích được làm một dân tự do. Họ thích chết vùi nơi Ai Cập còn hơn là bước vào sứ mạng của mình để làm nguồn cứu rỗi cho cả thế gian. Họ không thấy được sự đời đời, họ chỉ sống cho sự ngắn hạn. Anh chị em ơi, có phải chúng ta hôm nay mắc phải nhiều sai lầm như vậy không? Có nhiều anh em tin Chúa rồi nhưng vẫn sống cho sự ngắn hạn tạm bợ của đời này, vẫn sống cho những điều gì mà 70 năm rồi kết thúc, mọi sự sẽ bị xóa sạch. Nhưng Chúa thì định cho chúng ta cõi đời đời, Chúa định cho chúng ta vương quốc đời đời, Chúa định cho chúng ta sản nghiệp đời đời. Nhưng chúng ta lại coi thường điều đó, chúng ta lại không màng đến điều đó, chúng ta không suy nghĩ đến điều đó, chúng ta không để tâm đến điều đó, chúng ta vẫn sống với đời này. Anh chị em à, tôi gọi đó là những cơ đốc nhân nô lệ. Và cơ đốc nhân nô lệ sẽ không ở luôn trong hội thánh đâu. Cơ đốc nhân nô lệ sẽ không ở luôn trong sự kêu gọi của Chúa đâu. Hôm nay hồ hởi, ô Chúa kêu gọi tôi làm mục sư đầy ơn, nhưng năm sau không, bây giờ dẹp mục sư đi, làm mục sư nghèo lắm. Thế hôm nay, ô Chúa kêu gọi tôi làm người cầu nguyện giải cứu chữa lành cho người ta, tôi thích điều đó, ôi tuyệt vời quá. Mà đi thời gian mà không, nghề này nghề tốn hơi tốn sức lắm, dẹp bỏ. Cho nên không ở luôn. Cái người mà vẫn còn bị thế giới trói buộc, nó không ở luôn trong sự kêu gọi của Chúa, nó dễ thay đổi lắm. Nó hay nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhìn đằng trước, nhìn đằng sau, chứ không nhìn chăm Chúa Giêsu là cội rễ của đức tin chúng ta. Anh em hãy chú ý điều này. Chính dân Israel đã phạm phải sai lầm. Chính dân Israel đã không nhìn biết kế hoạch đời đời của Chúa. Và cuối cùng họ sống cho những sự rất tạm bợ và tầm thường. Chúng ta không sống cho những điều tầm thường, amen chép. Chúng ta sống cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống để tìm những linh hồn, và đó là tài sản, đó là cơ nghiệp. Chúng ta không ở trong quê hương này, đây chỉ là quán trọ của trần gian. Chúng ta đi qua để đến một quê hương tốt hơn, amen chép. Tôi muốn những điều đó được gieo vào lòng anh chị. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rất thành tín. Nhiều người không nếm trải sự thành tín của Chúa, cho nên chưa kinh nghiệm được Chúa rõ ràng trong cuộc đời mình, cho nên họ vẫn lo lắng phiền muộn, ăn gì uống gì mặc gì trên đời này. Nhưng Chúa thì nói khác. Chúa nói các con ơi, đừng sống có lòng lo lắng, nhưng trước hết hãy tìm công chính và nước trời. Nghĩa là gì đây anh chị? Nghĩa là sửa soạn tâm lòng của các con cho phù hợp với nước trời. Nghĩa là sửa soạn tấm lòng của con để thiên đàng có thể ngự vào. Nghĩa là sửa soạn tấm lòng của con để Giêsu con trời có thể ngự vào. Rồi mọi sự khác sẽ ban thêm cho các con. Chúng ta không tuân thủ quy trình này, chúng ta không tuân thủ quy trình này, rồi những năm tháng chúng ta đi với Chúa, chúng ta nói Chúa ơi Ngài bỏ con rồi,
Chúa ơi, sao đi với Chúa nặng nề thế? Sao đi với Chúa thiếu thông thế? Sao đi với Chúa mà tràn đầy những cái sự cay đắng thế, nản lòng thế, buồn phiền thế? Không, chúng ta bởi vì đã bỏ qua quy trình của Chúa, chúng ta đảo ngược. Thay vì làm điều Chúa muốn nói trước, chúng ta làm điều của Satan nói trước. Thay vì chúng ta tìm Chúa trước, thì chúng ta tìm những sự ngắn hạn trước. Thay vì tìm sự đời đời, thì chúng ta tìm những sự tạm bợ. Thay vì tìm những sự vô hình, thì chúng ta tìm những sự mắt thấy. Và cuối cùng, cuộc sống đức tin của chúng ta kết thúc trong thất vọng, phiền muộn và không có gì khích lệ. Kinh Hagin ông nói, tôi thấy có rất nhiều người đến khi nhắm mắt chuẩn bị để Chúa rước lên họ mà vẫn chưa bước vào chức vụ của đời này. Anh em ơi, chúng ta không nên như vậy. Ngay khi anh em tin Chúa, tôi biết chắc một điều là Chúa có kêu gọi anh em. Chúa có định vào lòng anh em một điều gì đó rất thiêng liêng. Chúa có nói trong trái tim anh em một điều gì đó rất có giá trị. Và giá trị này là giá trị đời đời chứ không phải tạm bợ. Nhưng anh em ơi, rồi năm tháng trôi qua, tình yêu ban đầu của anh chị em bắt đầu nguội dần, nguội dần, nguội dần. Ai đã làm điều đó? Anh em nhớ lại ngày mình mới tin Chúa đi. Ngày anh em mới tin Chúa và được Chúa thăm viếng, anh em có thể nói rằng tôi có thể bỏ cả thế gian này để đi theo một mình Chúa Giêsu. Tôi có thể bỏ tất cả mọi điều để đi theo chỉ một mình Ngài, vì tôi biết Ngài đảm bảo cho tương lai của tôi. Anh em xác quyết lắm. Nhưng mà rồi năm tháng trôi qua, Satan rất khôn. Nó bắt đầu ỉa đái vào tấm lòng của chúng ta. Nó bắt đầu phóng uế vào tấm lòng của chúng ta. Nó bắt đầu làm tổn thương tấm lòng của chúng ta. Nó bắt đầu làm cho tấm lòng của chúng ta bắt đầu nguội dần, nguội dần, nguội dần, để những hạt giống của lời Đức Chúa Trời không tiếp tục đơm hoa kết trái. Để những khải tượng của Chúa bắt đầu nguội tắt dần trong tư tưởng của chúng ta. Đến một ngày, anh em thấy rằng mình đã đánh mất hoàn toàn tình yêu ban đầu của Chúa Giêsu. Tôi thấy tình trạng này là có. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng, điều ta trách các con đó là các con đã đánh mất tình yêu ban đầu. Hãy ăn năn đi và làm lại tình đầu. Với sứ điệp hôm nay, tôi khích lệ anh chị em ở ba điều cho đời sống đức tin của chúng ta. Anh chị em ơi, một, hãy tuân thủ hoàn toàn quy trình của Đức Chúa Trời để tạo ra những sản phẩm thuộc linh đảm bảo chất lượng. Sản phẩm đó tôi gọi là đức tin. Để có đức tin chất lượng, chúng ta phải tuân thủ đầu vào. Đầu vào phải đúng quy trình chứ. Anh em muốn làm ra một cái bánh ăn cho nó thơm, nó ngon, đúng công thức, thì anh em phải đúng tuân thủ quy trình. Ngâm bột bao nhiêu giờ, lưu lượng nước như thế nào, ủ bao lâu, bao nhiêu men, đưa vào nướng như thế nào, nhiệt độ như thế nào, trải qua bao nhiêu quy trình mới ra được cái bánh nhé. Nhưng đôi khi chúng ta muốn có cái bánh bằng cách là nhào tất cả mọi thứ tống vô lò rồi đi ngủ ra các cái bánh. Chúng ta muốn một đời sống đức tin như thế, phải không ạ? Không có được. Tôi nhắc lại quy trình của Chúa. Mỗi ngày hãy sửa soạn tấm lòng của mình. Hãy thành thật ăn năn với Chúa. Hãy dùng huyết của Chúa rửa sạch khỏi anh em, bỏ ra khỏi anh em những sự buồn giận, cay đắng, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung hăng. Bởi vì chúng ta còn sống mà, chứ đâu phải chúng ta chết. Chúng ta đi lại trong thế gian này, chúng ta phải va chạm. Anh em đi làm phải va chạm với người này, va chạm với người kia. Và ma quỷ dùng những sự đó, như tôi đã nói một từ hơi thô thiển nhưng mà đúng sự thật, nó ỉa đái vào trong tấm lòng anh chị em. Và nhà anh chị em phải rửa ráy nó chứ. Rửa sạch tâm hồn của mình. Một ngày mình không tắm là mình thấy ngủ không được rồi. Mà đôi khi tâm linh của chúng ta bỏ bê một tuần không tắm gì cả. Không chứ? Mình phải tắm chứ. Hãy tắm cho tấm lòng anh em bằng huyết báu của Chúa Giêsu, amen. Mỗi ngày. Và sau khi anh em tắm như vậy, rà soát mình như vậy rồi, thì những thời giờ tĩnh nguyện của anh em với lời Chúa, tôi đảm bảo anh chị em rằng một vụ mùa đức tin anh chị em sẽ gặt một cách thành công. Và đức tin đó chất lượng. Đức tin đó đảm bảo chất lượng. Đức tin đó có thể xuất khẩu ra được để mà phục vụ trong hội thánh. Đức tin đó có thể làm ra những việc quyền năng của Đức Chúa Trời muốn thấy trên cuộc đời của anh chị em. Chứ không phải đức tin
là một cái thứ gì mà chúng ta tự tưởng tượng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh chị em ơi, mình đã quyết định tin Chúa rồi thì nhất định phải đưa thế gian ra khỏi tấm lòng của mình hoàn toàn. Đừng dung túng. Đừng dung túng. Anh chị em dung túng với tội lỗi là anh chị em tự giết mình. Anh chị em dung túng với tội lỗi dù một chút thôi, nó sẽ nuốt chửng anh em. Anh em thấy con hổ phải không ạ? Lúc mà mới sinh ra, đem con hổ về nhà nuôi làm thú cưng, ôm ấp nó như con mèo vậy đó. Hổ mà thích quá, vuốt đầu vuốt trán nó. Mà sau một năm rồi nhe nanh nhe vuốt ra, một ngày vuốt đó nó vồ, nó cắn cổ chết mất tiêu. Có người bị như vậy. Cái đó là hình ảnh của tội lỗi. Lúc nó còn nhỏ mơn trớn, thôi tin Chúa là tin, chứ chúng ta cũng phải thử một tí như thế này. tin nha ta, ngó xem cái phim này nó hay quá, ui sao ơi, tuyệt vời quá, thôi cái game này chúng ta vô chơi một tí, đúng không ạ? Thôi thì tin cho chúng ta cũng mời bạn bè đi làm chầu cho nó mát ruột, ví dụ thế, bao anh chị. Và nhiều những cái thứ rất là nhỏ đó, những con hổ bé tí đó, qua năm tháng nó sẽ lớn lên thành con hổ trưởng thành và nó sẽ cắn cổ anh chị. Và chúng ta sẽ trở nên chết mất dưới quyền lực của tội lỗi này. Cho nên hôm nay thông điệp thứ hai tôi muốn đưa cho anh chị em là nhất định hãy đem thế gian ra khỏi lòng. Thế gian gồm những sự gì anh chị em? Kiêu ngạo của đời, mê tham của mắt và mê tham của xác thịt. Ba thứ đó phải đem ra khỏi lòng anh chị em. Thì anh chị em trở thành người tự do thật từ bề ngoài lẫn bề trong. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng tôi mọi thì không ở luôn, nhưng con thì ở luôn trong mẹ. Khi anh chị em được như vậy, anh chị em sẽ ở luôn trong sự kêu gọi của Chúa. Anh xem kết quả một cách bền lòng trong ân điển của Chúa. Anh chị em sẽ thấy chức vụ của mình ngày càng phấn tới chứ không bao giờ dừng lại. Anh chị em sẽ thấy những điều mà Chúa kêu gọi mình làm ngày càng sáng hơn như mặt trời mọc và sáng hơn như giữa trưa. Người công bình là như vậy. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, đừng sống như một nô lệ. Chúa đã cứu anh em để anh em là người tự do. Người tự do là người có thẩm quyền. Người tự do là người có ý chí để quyết định mọi điều theo ý cha của mình. Chúng ta không phải là người nô lệ để sống trong tư tưởng nô lệ, sống trong tư tưởng của sự đè nén, nghèo đói, bệnh tật, đau yếu. Và lúc nào mình cũng nói ôi con chết rồi, ôi con khổ quá, ôi thế này, ôi thế kia, ôi thế nọ. Đó chính là tư tưởng nô lệ. Không đâu. Anh em tưởng tượng một chiến sĩ đi ra chiến trường, họ có sống với tư tưởng nô lệ không anh chị em? Không đâu. Một chiến sĩ ra chiến trường là họ sống như một chiến binh, tự do như một chiến binh. Và câu kinh thánh cuối cùng tôi muốn đọc để khích lệ anh chị em, đó chính là điều răn của Chúa đó. Không phải rằng tôi nghĩ ra đâu. Trong Timothy 2 chương 2 câu 3 đến câu 7: hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời làm lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ ấy, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo luật lệ thì được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngon cho con trong mọi việc. Anh chị em thấy không ạ? Lời Chúa nói rất rõ rằng hãy sống như một chiến sĩ. Cái tư tưởng nô lệ đã bị chôn vùi rồi. Cuộc sống nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi đã bị chấm dứt rồi. Cho nên đừng bao giờ để nó tiếp tục ở trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta hôm nay là chiến sĩ của Chúa Giêsu, và đã là chiến sĩ thì người đó chủ động trong cuộc sống của mình. Ma quỷ đến đúng không? Ta đối đầu với ngươi, ta nhân danh Chúa Giêsu đánh lại ngươi. Ngươi phải bỏ đi, ngươi phải thua trận. Đói nghèo, bệnh tật, rối buộc, ác mộng, nan đề trong cuộc sống, tất cả anh em phải đứng lên chống lại nó. Bởi vì Gia-cơ nói rằng hãy vâng phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ. Đó là tư tưởng của người chiến binh. Cho nên nếu chúng ta sống như một người nô lệ, có nghĩa là tôi yếu đuối lắm, tôi chẳng làm được gì đâu. Và lúc nào anh em ơi giúp tôi với,
Mục sư ơi, con của con nó bị táo bón. Ý tôi muốn nói là từ việc nhỏ đến việc lớn, chúng ta không chủ động làm điều gì cả. Tôi nghĩ đó không phải là tư tưởng của một chiến binh. Không, anh em phải làm hết sức của mình. Đến khi anh chị em không còn sức nữa thì kêu cầu sự trợ giúp. Amen. Chúa sẽ trợ giúp anh chị. Cho nên tôi thấy tình trạng nhiều con cái Chúa không chủ động một cái gì cả. Tất cả đều sống như một nô lệ. Không đâu anh chị em. Chúa muốn chúng ta như một người lính giỏi. Một người lính là một người biết kẻ thù ở đâu. Một người lính là một người biết chiến đấu như thế nào. Một người lính là một người biết lo trang bị cho mình, nuôi mình như thế nào giữa những cảnh khốc liệt của chiến trường. Chủ động. Ông tướng ông chỉ ở trong hầm, ông điều khiển thôi. Nhiều khi ông tướng ông không đi, quân sĩ phải đi. Và đó là sự thật. Cho nên ngày hôm nay tất cả chúng ta là chiến binh, và Chúa Giê-xu bởi Đức Thánh Linh là vị tổng chỉ huy của chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe mệnh lệnh của Ngài và làm theo. Nếu Chúa bảo anh chị em hãy vâng phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ, thì tại sao mình không làm theo điều đó? Nếu Chúa bảo anh chị em là hãy đặt tay lên người bệnh thì người bệnh được lành, tại sao anh em không làm được điều đó? Chúa bảo anh em là hãy siêng năng đừng làm biến, thế tại sao anh chị em không làm được điều đó? Chúa bảo anh chị em là trước hết hãy tìm nước trời và lẽ thật của Ngài, rồi Ngài ban cho mọi sự khác đi, tại sao anh em không làm được điều đó? Tất cả mệnh lệnh của Chúa chúng ta tuân thủ, có nghĩa là chúng ta phục tùng Chúa Giê-xu và chống trả lại những cám dỗ của Satan, những thử thách của Satan. Anh em ơi, ba điều này tôi muốn truyền đạt trong bài giảng buổi sáng hôm nay để giúp anh em có một đời sống riêng lành, có một đời sống kết quả trong vương quốc Đức Chúa Trời, có một đời sống có thể nắm bắt khải tượng của Chúa và hoàn thành khải tượng của Ngài trong đời sống của mình. Amen anh chị em. Cảm ơn Ngài. Anh chị em có lãnh hội được điều gì không? Anh chị em có được gây dựng không? Cảm ơn Ngài. Giờ mình giao lưu chút nha. Giao lưu tí. Và giao lưu tí. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tôi nghĩ rằng những lời mà chúng ta nghe đây đó, nếu anh em chú ý sẽ thấy nó giúp ích cho đức tin của chúng ta, nó giúp ích để cho đời sống của chúng ta được tăng trưởng. Và khi chúng ta tăng trưởng rồi đó, thì Chúa đi cùng với anh em, Chúa ở cùng. Và khi Chúa ở cùng thì Chúa phù hộ mọi việc trên đời sống của anh em. Và anh em không phụ thuộc vào bất cứ một ai khác, không phụ thuộc vào bất cứ một cái nguồn lực nào khác để anh em thành công. Đó là điều Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy xem thử là hôm nay có người anh em nào cần được cầu nguyện không? Có ai mà bệnh tật đau yếu cần được cầu nguyện không anh chị em? Ai nè? Ai giơ tay lên tôi coi nè. Có cái chị kia. Chị đó đúng không? Ok. Chị có cầu nguyện không? Thế bây giờ mời chị đứng dậy. Mời chị đứng dậy đây. Bây giờ tôi hỏi chị nha. Hôm nay chị nghe bài giảng này, chị lãnh hội được điều gì cho đức tin của mình? Xin kính chào tất cả ông bà anh chị em trong hội thánh, được nhiều sức khỏe trong quyền năng của Chúa Giê-xu. Viết amen ạ. Thì xin làm chứng về cảm ơn Chúa Giê-xu. Không làm chứng. Tôi hỏi rằng hôm nay sau khi chị nghe bài giảng, chị lãnh hội được điều gì cho tấm lòng của mình? Dạ, cảm ơn Chúa. Và vì nhận được, thấy Đức Chúa Trời ở trên đời sống của con. Và xin Chúa cũng đã dạy dỗ mình từ rất là nhiều. Vì Đức Chúa Trời đã nhắc nhở rằng là con đã gặp được Chúa Giê-xu. Và mỗi khi mà tôi yếu đuối thì tôi cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho sự khôn ngoan. Chúa ơi, con cần sự hiện diện của Ngài ở trên đời sống con. Thì Chúa đã làm trên đời sống của con, và mỗi khi con cầu nguyện Chúa thì Chúa nhắc nhở con. Rồi, hiểu rồi. Cảm ơn chị. Chị chưa nhận được điều gì cả. Chị chưa nhận điều gì, xin chị ngồi xuống. Ở trong sự yêu đến từ một tấm lòng đã được chuẩn bị, tấm lòng tha thứ, tấm lòng trong sạch, tấm lòng đã được tự do. Khi mình gieo lời Ngài vào rồi thì mình mới có đức tin thật. Amen. Vỗ tay cho người anh em chúng ta. Đó là một chân lý, phải không ạ? Chúng ta không thể nào sống trái quy trình này mà mong ước có một đức tin thật được. Tấm lòng phải đi trước, sau đó mới gieo hạt giống vào.
Hạt giống đó là lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta mới nảy sinh ra một đức tin quyền năng, đức tin chữa lành, đức tin giải phóng, đức tin phục hồi, đức tin làm điều nọ, đức tin làm điều kia, thậm chí đức tin dời cả núi này. Nó ra từ đó. Amen. Ai nữa nào? Xin mời một người nữa lãnh hội một điều khác nữa thôi nào. Nhiều điều lắm mà. Ai? À, xin mời người chị em chúng ta. Và anh chị Dương, cảm ơn Chúa. Rồi. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa hôm nay. Mục sư cũng dạy cho để biết cái quy trình đi theo Chúa. Yeah. Giống như dân Israel mà Chúa đã giải cứu ra khỏi xứ Ai Cập thì giống như đời sống của mình. Chúa cứu mình ra khỏi thế gian thì mình cũng cất bỏ cái thế gian ra khỏi tấm lòng của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình sống như một người tự do. Amen. Một người chiến binh chứ không phải là một người nô lệ. Cảm ơn Chúa. Amen. Lúc đầu là mình sẽ làm những cái công việc theo cái ý muốn của Chúa, không phải là theo cái điều mà ma quỷ muốn. Cảm ơn Chúa. Amen. Vỗ tay cho người chị em chúng ta. Anh chị em nghe không ạ? Thì chúng ta tin Chúa thì chúng ta hãy lấy hình ảnh của dân Israel làm ví dụ cho đời sống của mình. Chúng ta đã thoát khỏi nô lệ của thế gian, chúng ta đã thoát khỏi những sự kìm kẹp của thế gian, thì cũng đồng nghĩa hãy đem thế gian ra khỏi lòng của chúng ta. Đem hết ra. Ngày xưa mình sống bao nhiêu năm tháng với nó đã bỏ vào trong lòng mình biết bao nhiêu thứ của nó. Những văn hóa, những truyền thống, những thói quen, những ý kiến, những đám đông, những cái tục lệ, đủ thứ trong tấm lòng này. Và anh em à, khi đến với Chúa, Chúa cứu mình rồi, mình hallelujah, mình được tự do. Nhưng còn một bước nữa là nói Chúa ơi, hãy giúp con cất thế gian ra khỏi lòng. Con không đam mê nó nữa, con không liên hệ gì đến nó nữa. Con bây giờ sống như người tự do. Và người tự do thì được ở luôn trong nhà. Amen chứ. Cảm ơn Chúa vì chân lý này. Cảm ơn Chúa vì điều này. Còn điều gì nữa không chứ? Anh chị em nào thấy tâm đắc một cái điều gì nữa mà học được buổi sáng hôm nay? Sống như một chiến binh, đừng sống như một người nô lệ. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Những anh chị em mà được cầu nguyện, đến để cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện giải cứu, không lẽ mình không lãnh hội được điều gì sao? Buổi sáng hôm nay sao? Nhất là về đức tin. Và xin mời người chị em chúng ta cuối cùng. Cảm ơn Ngài. Chào mục sư và tất cả ông bà anh chị em. Một điều hôm nay mà trong buổi chia sẻ của mục sư thì con rất là tâm huyết, đó là về cuộc đời của mình cũng giống như dân Israel. Khi mà được giải cứu ra khỏi vùng đất Ai Cập, nhưng sau đó có tiếp tục Satan, tiếp tục thế gian trăm lỗi lo lắng, nó lại đuổi theo mình. Có một cái điều kinh nghiệm từ bản thân con và từ rất nhiều những người khác, đó là mỗi khi chúng ta gặp những cái khó khăn đó, hãy đếm lại những ơn phước mà Chúa đã làm trên đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Giống như dân Israel, thay vì tập trung vào việc không có thịt, không có rượu, không có chỗ ngủ ấm, thay vì cứ tập trú vào điều đó thì hãy ngồi đếm lại cái ơn phước. Chúa đã từng làm một điều khủng khiếp, đó là tách cả biển đỏ cho dân Israel đi. Thì chẳng lẽ là thịt hay rượu hay là chỗ ngủ Chúa không làm được sao? Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta ngồi đếm lại những cái ơn phước cũ thì chúng ta mới tiếp thêm sức mạnh để mà vượt qua. Còn nếu cứ tập trú vào những cái hiện tại khó khăn đó thì chính những cái thực tại đó sẽ kéo chúng ta ra xa lời Chúa và rồi chúng ta sẽ mất hết, giống như dân Israel vậy. Cảm ơn anh chị nghe mà vỗ tay cho người xem chúng ta. Một bài học rất tuyệt vời và tôi cảm thấy rất là được phấn khích khi mà có một người chị em lãnh hội được những cái điều quý báu này. Không ạ. Đó là bài học cho chúng ta và cuộc sống chúng ta. Để rồi không ai trong chúng ta ngạc nhiên rằng sao tôi đi theo Chúa mà những nan đề Satan vẫn đuổi theo tôi. Đó là sự thật. Nó vẫn đuổi theo. Nó vẫn còn quyền để muốn bắt anh em làm nô lệ trở lại. Trong những trường hợp đó anh em phải làm gì? Hãy đếm những ơn phước Chúa đã làm cho mình. Để thấy sự thành tín của Ngài. Để thấy những điều diệu kỳ mà Ngài đã yêu thương và chăm sóc mình. Để những điều đó, như người chị em chúng ta nói rất tuyệt vời, tiếp thêm sức mạnh để chúng ta bước. Ngài đã rẽ biển đỏ thì những nan đề nhỏ nhoi là gì đâu. Phải không anh chị? Ngài đã cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và cho chúng ta sự sống đời đời thì những sự thiếu thốn tạm thời này là gì đâu. Tại sao chúng ta lại chùn bước? Tại sao chúng ta lại ngã lòng? Amen anh chị em. Một bài học tuyệt vời. Còn ai nữa không chị em? Còn ai nữa không? Thấy rồi à? Vâng, xin mời người chị em yêu quý của chúng ta. Và anh chị đã học được điều gì buổi sáng hôm nay à? Dạ. Cảm ơn Chúa. Em học rất là nhiều điều. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chuẩn bị với mấy anh chị em
Trước tiên muốn có đức tin thì phải có lẽ thật, có lời Chúa ở trong lòng. Amen. Và phải giống như là phải rửa sạch tấm lòng mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Giống như ở sách Giăng nói, các ngươi được trong sạch nhờ lời ta phán bảo cho. Và tẩy sạch tấm lòng xong rồi thì chúng ta mới kết nối được với Chúa, kết nối trong sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta nhớ là chúng ta là người tự do chứ không phải là người nô lệ nữa. Mà người tự do thì người đó có ý chí, có tự chủ và quyết định cái cuộc sống của đời mình. Cái người tự do là cái người phải thắng trận. Đánh trận thì phải thắng chứ không phải đánh trận mà tiến rồi thụt lùi, không phải vậy. Cái người tự do là cái người luôn luôn được chiến thắng. Và cái người tự do đó là sức Chúa ban cho chúng ta để chúng ta chiến thắng mọi nan đề, chiến thắng mọi bệnh tật, chiến thắng mọi nghèo đói. Và cái người tự do thì làm gì nó cũng được tiến bước á, giống như tiến bước với Chúa, được Chúa mở đường, được Chúa ban ơn, được Chúa giúp đỡ. Chứ không phải là cái người tự do mà mình bước mà rồi có nan đề rồi lại lùi bước trong cái phần mà Chúa kêu gọi mình. Khi mà mình có khải tượng, có mục tiêu á, là cái người tự do là Chúa đẩy mình đến đích, đến mục tiêu càng nhanh. Và cái mục tiêu đó càng được Chúa nó thúc đẩy và hình thành. Chứ không phải cái người tự do mà khi có khải tượng thì thay đổi được. Cái người tự do không phải vậy. Cái người tự do khi có khải tượng là Chúa đẩy nhanh đến đích và hoàn thành trong cái khải tượng. Cảm ơn Chúa. Vỗ tay vì người trên, chúng ta đã hiểu một điều và đã chia sẻ cho các bạn. Chúng ta là những người tự do, hãy sống như những chiến sĩ. Chiến sĩ là những người tự do, nghĩa là người tự chủ trong cuộc sống của mình. Mình có quyền quyết định. Ngày xưa mình không có quyền quyết định. Ngày xưa ma quỷ quyết định thay mình. Ma quỷ điều khiển đời sống mình, tội lỗi điều khiển đời sống mình. Nhưng hôm nay thưa anh chị em, nhân danh Chúa Giêsu, anh chị em có quyền quyết định mọi sự trong cuộc đời của mình. Và không gì là tội lỗi của anh chị em. Đó là tâm thế của người. Amen. Cảm ơn Chúa vì những điều rất tuyệt vời. Bây giờ tất cả hội chúng ta hãy đồng đứng ạ. Chúng ta hãy cầu nguyện những điều mình học được nha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những điều mình học được. Hãy cầu nguyện anh chị em. Tôi muốn ngày hôm nay trước hết, bước một là chúng ta hãy rửa sạch tấm lòng của mình. Anh chị em ơi, ai đang có cay đắng, hãy dọn sạch cay đắng. Ai đang phiền muộn, hãy dọn sạch sự phiền muộn. Ai đang lo lắng, hãy dọn sạch lo lắng. Ai đang gặp phải tất cả mọi điều gì mà tấm lòng của mình đang bị tổn thương, hãy làm cho nương lành giờ này. Anh chị em hãy đến với Chúa. Trong danh của Giêsu tôi công bố tất cả mọi quyền lực nào đang cầm buộc những tấm lòng này bởi những sự ô uế, không tha thứ, cay đắng, tức mình, giận hờn, kêu rêu, mắng nhiếc, thù hận, hãy rời khỏi giờ này. Hãy rời khỏi đám đông giờ này. Hãy rời khỏi linh anh em ta giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, anh em cầu nguyện lên nha. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.